Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. 991 92 ba. Chân ba, chân ba. Ôi, ba. Cái gì cái? Ba. Về cái ba, gì? Ba. Trời bà ơi, cấp bách quá bà ơi. Cái sao cái gì cái gì? Bà cứu tụi con. Hả, cái vụ gì mà cấp bách, nhà bà còn cái thao cái xô nào dư không? Dạ. Trời đất ơi, bộ sáng nhậu nhạt sớm không mượn xô bay. Dạ không phải. Sao? Tụi con mượn thao, mượn xô, mượn chậu để hứng nước mưa. Dạ. Ừ, hứng nước mưa. Ừ phải rồi. Thời buổi này người ta nên nước nó lên giá hoài, cho nên cũng phải hứng để trong nhà mà xài. Dạ không phải, không phải nước mưa để uống đâu. Chứ làm sao? Dạ, nước mưa tại vì nhà bị dột đó bà. Dạ ngày nào nhà cũng dột mà tối nó kêu tổng 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 vậy đó, ngủ đâu được, vô mắt tụi con quần thâm hết trơn rồi. Trời ơi, không ngủ ngay được hết trơn. Dạ không, bà giúp tụi con đi bà. Ê thôi bây giờ không đem được, đi qua bên bà ở đi. Hả? Bây giờ bên bà còn dư phòng mà. Rồi giờ kêu tụi nó qua ở luôn đi. Được cái chị Lý, đi về dọn đồ liền chứ Lý. Dạ cảm ơn bà. Đi về. Con ơi, mẹ ơi. Làm. Mẹ. Sao? Chết 17 ha. Hả? Mẹ kỳ quá. Sao kỳ? Mẹ nói cái gì con cũng nghe, mẹ nói cái gì cũng được hết á. Nhưng mà mẹ sao, tại sao mẹ cho người lạ qua nhà mình ở? Lạ. Mẹ cho bà qua mà qua đi ở hả? Rồi con bỏ nhà con đi luôn á. Lạ gì lạ, tròn xóm mà coi. Ê, ngon ta bên đây là dám cãi lại mẹ chồng phải không? Tôi nói không có nghe tôi phải không? Trời đất ơi, cái cứ kiểu vậy thì làm sao mà hai cái nhà mà hòa thuận lại được hả? Biết bao giờ mà hòa thuận được à? Ta đã nói không được là không được. Trời ơi cô ơi cô, cô nhìn đi, bây giờ nhà mình đã thấm nó dột hết trơn rồi kìa đây nè. Phòng khách cũng dột ha, phòng ngủ phòng nào cũng dột, bây giờ nhà bếp nó cũng dột luôn rồi. Ở lúc có thấm ít á, cô không ra sửa đi, giờ để nó thấm chà bá rồi sửa gì nữa. Nói mà không chịu nghe cãi hoài à. Mẹ. Cái gì? Bây giờ bà đã mở lời mời mình như vậy rồi thì mình cứ qua đi. Mình đâu có quyền từ chối đâu, người ta đã có lòng rồi. Không có lòng phèo gì đây hết trơn. Nghĩ tới cái chuyện mà mình ra vô mà gặp mặt bà Dân á, là ta đã bùng cháy lên rồi. Trời ơi cô, người ta đã nói vậy rồi. Cô gật đầu cái đi cô. Ta nói không được là không được. Lòng chị đã quyết rồi thì không có gì lung lay hết. Mẹ. Gì? Hay là bây giờ nếu mà mẹ không qua, mẹ để cho tụi con qua đi. Tụi con qua bên đó đâu có vấn đề gì xảy ra đâu, mẹ cứ yên tâm ha. Yên tâm ha. Đi đi con. Đi. Cắt tiền ăn giặt nè, cắt tiền lương nè. Chị Lì, đợi tới cái lúc mà nhà mình sửa xong cái mái nhà, chắc lúc đó em chị chết mất tiêu. Thiệt tình á. Sống vậy sao mà sống nổi. Trời ơi, bớt người ta. Bớt em nhà. Bớt người ta. Bớt người ta. Tôi chết rồi. Bớt làng, bớt xóm, cứu tôi với. Cháy nhà. Trời, bớt người ta. Hả? Lì hả con? Con đang ở đâu vậy? Trời ơi con ơi, cháy nhà rồi con ơi, cứu bà với, tại sao mày đóng cửa lại Lì ơi? Cái gì cháy nhà hả? Cháy nhà. Trời đất ơi. Khoảng bao nhiêu lâu nữa mày về? Rồi rồi, chạy về liền nè, chờ xíu nha. Ờ trời ơi, cứu bà với con ơi. Trời ơi, trời ơi, bớt người ta. Con ơi, cứu con với, bà ơi. Cái gì vậy bà Hoa? Bà Hoa ơi, có gì đi? Hả? Sao nhà tôi không vậy? Bà cứu tôi với. Bà Hoa, bà có sao không bà Hoa? Trời ơi, trời nhà, chết tôi rồi bà. Bây giờ sao nội bà đợi tôi đi. Bà làm tôi rối quá à. Cứu tôi với bà ơi. Dân ơi. Bà bình tĩnh nha bà Hoa. Trời nhà, sao lúc này không ông Văn, ông Võ gì thằng Hoàng đâu hết trơn hết trội rồi. Bà ơi. Bà Dân ơi, bà cứu tôi đi. Bà Dân ơi, tôi đổi ơn bà suốt đời.
Trong lúc này bà cứu tôi mới là đáng quý nè bà ơi. Người ta thường nói là cứu vật vật trả ơn, cứu nhân dân trả quán. Nhưng tôi thề bà cứu tôi đi, tôi trả ơn cho bà, tôi không trả quán bà đâu. Trời đất ơi, giờ này gần sắp chết mà còn làm thơ nữa. Trời ơi, bà đợi tôi, bà qua ơi bà. Bà bây giờ không lì đâu rồi, có bà không có cái chìa khóa xe cua hả? Ở nhà có hai chìa, một chìa con Nguyên cầm đi, một chìa con Ly cầm đi rồi. Trời ơi trời, vậy bây giờ sao đây? Có ai không? Ê, tôi nhớ rồi, tôi còn một chìa, tôi còn một chìa. Vậy thôi bà vô nhà bà lấy chìa đó bà mở bà đi ra đi. Tôi không có để trong nhà, tôi để ngoài. Bà để ở đâu? Ở chậu cây, tôi nhớ rồi. Chậu cây hả? Rồi ở trước nhà có 1, 2, 3, 4 nè, 4 chậu cây đó. Bà tôi để cái chậu nào? Tôi để cái chậu số 2. Chậu số 2, 1, 2, 1, 2. Ủa sao cái nào cũng chậu số 2 hết trơn vậy? Trời ơi sao bà ngu quá vậy, bà không biết chậu số 2 chỗ nào bà nói. Ê bà nói tôi ngu tôi về khỏi cứu rồi à. Ê tôi xin lỗi bà, từ tôi lỡ miệng. Trời ơi, cái chậu số 2 từ trong đếm ra. Từ trong đếm đếm ra, chậu số 2 là bên tay phải, tay trái bà, tay phải tôi. Bên tay trái bà, bên tay phải tôi. Một. Trời đất ơi, tôi nói rối quá, bây giờ tôi cũng không biết chậu nào số 2 nữa. Ở đây tôi thấy rồi bà qua. Tôi thấy rồi. Có chìa khóa rồi bà qua ơi. Có chìa khóa rồi, bà đợi tôi cứu. Bà cứu bà nha bà qua. Ở đây là đâu? Có phải ta đang lạc giữa chốn âm phủ? Đây là ai? Có phải Ngưu Đồng Mã Diễn? Mày ngu rồi, nói gì? Trời đất ơi, sao đánh tao dữ vậy má? Bây giờ tỉnh chưa? Nè, tôi nói cho bà biết nha, tôi mà không cứu bà là bây giờ bà thành con heo quay luôn rồi đó. Con cảm ơn bác nhiều. Bà làm gì mà để nhà cửa chạp điện tùm lum vậy hả? Trời đất ơi, tao nói khói mù mệt vậy trơn á. Tôi mà không biết hô hấp nhân tạo hay là bà chết rồi đó. Đúng rồi đó con. À, cái gì vậy? Cái gì? Hả? Gì? Bà vừa nói gì? Hô hấp nhân tạo. Sao vậy con? Sao vậy? Mấy chục năm nay chồng tôi mất, tôi giữ trinh tiết. Bây giờ bà chạm tôi môi vào môi tôi thì tôi còn gì trinh tiết nữa. Mà không hả bà? Trời đất ơi, tôi mà không môi chạm môi là bà chết rồi. Đúng rồi. Nè, tôi nói cho bà biết nha. Nhìn gì? Đồ cái thứ cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán là bà đó. Biết vậy tôi mới cứu bà đâu. Thôi thôi, tất cả cũng tại con thôi à. Gì tại con mẹ? Nhà của nó thì bị dột điện thì chập như vậy, biểu cho qua đi ở là con không có chịu. Không, con đồng ý. Không đồng ý sao được. Trời ơi, bây giờ nó vậy, lỡ con không cứu được, cả nhà nó xảy ra cái chuyện gì. Mà có chút nào không con? Tôi như mẹ đây được. Lâu thì nằm xuống ngủ đi. Khoan khoan, bây giờ nè, mẹ quyết định như vậy nè. Dọn cái phòng này với phòng con Hường, cho cả nhà bên kia nó qua đây nó ở. Được chưa? Trời ơi, dọn cái gì mẹ, cái phòng này nhỏ xíu à. Nhỏ xíu cái gì? Vậy cho ngủ bên phòng mẹ đi, phòng mẹ lớn đó. Trời ơi, cái anh nói được à. Không lẽ bây giờ dọn qua phòng mẹ rồi nó nằm trên giường để cho mẹ nằm dưới đất sao? Không thấy được không? Mẹ là mẹ chồng, mẹ lớn rồi, phải nghe. Gì vậy mẹ? Có sao không bác? Mẹ, mẹ có sao không vậy? Bà Di nói cái bí giận cái nó giật cái lưng. Nhưng mẹ nói lớn chi vậy, nói nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà mẹ nói cái thân, mẹ bắt tôi nói nhỏ. Thôi mẹ đừng nói nữa. Nói hoài. Con Nguyên. Nguyên nó xuống nó bập đập đập. Ô cha. Đúng mẹ. Ôi trời ơi, bác ơi. Nè. Gì? Tôi vì nể mẹ tôi mới cho bà ở đây nghe chưa. Tôi cũng nể mẹ chồng bà cho nên tôi mới ở đây đó. Oan gia, trời ơi là oan gia.